Chương trình đọc truyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc Hải Yến, Win Win Việt Nam, số 24. Chương 55. Trung đoàn của Grigory đóng ở Razivoloko, một thị trấn nhỏ cách biên giới Nga, Áo, 4 Vesta. Khi nghe tin Natalia về ở với bố mẹ mình, chàng trả lời rất dè dặt, chỉ gửi lời hỏi thăm nàng. Nội dung bức thư của chàng có vẻ lẩn tránh loanh quanh, rất không rõ nghĩa. Ông Pantelei Prokofievich bắt hết Dunia Niska đến Petro, đọc đi đọc lại hàng mấy lần, cố đoán xem cái bí ẩn mà Grigory còn giấu sau những dòng chữ. Trước lễ phục sinh, ông bèn gửi một bức thư nêu toạc móng heo vấn đề Grigory hết hạn lính về nhà thì sẽ ở với vợ hay vẫn ở với Aksinia. Grigory lần lữa mãi chưa trả lời. Sau lễ lá, ở nhà mới nhận được thư của chàng, một bức thư ngắn. Dunyaska nuốt bớt chữ, đọc liến thoáng. Ông Pantelei phải vất vả lắm mới nắm được ý chính. Sau khi bỏ qua vô số những lời chào mừng thăm hỏi chàng Giang Đại Hải, mãi cuối thư mới thấy Grigory đả động đến vấn đề Natalia. Cha bảo, con viết thư nói rõ con có ở với Natalia nữa hay thôi. Nhưng con xin thưa với cha rằng miếng bánh đã cắt ra thì không thể làm cho liền lại được nữa. Con sẽ ăn nói với Natalia thế nào bây giờ? Vì chính cha biết đấy, con đã có con rồi. Còn hứa hẹn thì con chẳng có thể hứa gì cả. Mà nói đến chuyện này thì con rất đau khổ. Trước đây ít lâu, ở biên giới có tóm cổ được một tên buôn lậu. Chúng con có dịp gặp mặt nó. Nó bảo sắp có chiến tranh với nước Áo đến nơi rồi. Và hình như vua bên đó đã đến biên giới quan sát xem sẽ bắt đầu chiến tranh từ nơi nào và sẽ chiếm lấy những vùng đất nào. Nếu chiến tranh sắp bùng nổ, thì có lẽ chính con cũng sẽ không còn sống. Vì thế, không thể quyết định trước một chuyện gì cả. Natalia đến lao động và sống ở nhà bố mẹ chồng, đồng thời ấp ủ một niềm hy vọng mà nàng không ý thức rõ ràng nhưng vẫn ngày càng tăng. Chồng nàng sẽ trở về với nàng. Hơn nữa, trái tim rạn nứt của nàng cũng phải có niềm hy vọng ấy làm chỗ dựa. Nàng không viết cho Grigory bức thư nào. Nhưng có lẽ trong nhà không ai mong thư Grigory với một lòng buồn nhớ và đau khổ như nàng. Cuộc sống trong thôn vẫn trôi theo nhịp thường, một nhịp tưởng chừng không bao giờ đổi khác. Tráng đinh Cossack đi lính mãn hạn lại trở về. Thời gian trôi đi lúc nào không biết qua những công việc nhàm toái hàng ngày. Chủ nhật đến, từ sáng sớm nhà nào nhà nấy lại lốc nhốc kéo nhau đi lễ nhà thờ. Đàn ông thì mặc quân phục và những chiếc quần rộng dùng trong những ngày hội. Đàn bà thì quét bụi đường bằng gấu của những cái váy dài loạt soạt đủ các màu. Có người bó chặt trong những chiếc áo hoa vai bồng tay nhăn nhúm. Trên cái bãi vuông, những chiếc xe tải vẫn cứ vươn càng lên trời, những con ngựa hí đủ các hạng người qua qua lại lại. Cạnh nhà kho, chữ các đồ chữa cháy, những người Bulgari trồng rau vẫn bán các thứ la ghim bày trên những giá hàng dài sau lưng họ. Những đứa trẻ con vẫn xúm đông xúm đỏ, tròn xoe mắt nhìn những con lạc đà dỡ hàng, ngạo nghễ, lướt mắt qua bãi chợ cùng những đám người nhốn nháo với những chiếc mũ cát két vành đỏ và những khăn phụ nữ lấp loáng muôn màu.
mấy con lạc đà được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc liên miên với cái xe chở nước, nhai trầu món cỏ đã ăn, sùi bọt mép, mắt mơ màng với ánh thiếc mạ xanh xanh. Tối tối, các dãy phố lại rên xiết dưới những bước chân người rầm rập. Bãi chơi, rạt rào tiếng hát, tiếng nhảy múa theo nhịp accordion. Và mãi thật khuya, nhưng tiếng hát cuối cùng ở các chỗ ven lề thôn mới tan dần trong làn gió khô ấm áp. Natalia không ra bãi chơi. Nàng sung sướng lắng nghe câu chuyện Dunyaska kể rất ngây thơ mộc mạc. Dunyaska đã lớn lên lúc nào không biết và đã trở thành một cô gái cân đối có vẻ đẹp riêng. Cô bé cứ như một quả táo chín sớm. Nay, Dunyaska đã từ giã thời kỳ thiếu niên đi không bao giờ trở lại và được những bạn gái lớn tuổi hơn nhận vào đám các cô chưa chồng. Dunyaska giống bố như lột, người cũng thấp thấp, da ngăm ngăm. 15 mùa xuân đã qua, nhưng cái thân hình mảnh rẻ xương xương vẫn chưa tròn chặn. Trong người cô gái đang có cả thời thơ ấu lẫn thời thiếu niên dậy thì. Hai thời kỳ ấy lẫn lộn với nhau một cách ngây thơ và tội nghiệp. Cặp vú nhỏ nhỏ chỉ bằng nắm tay đã rắn lại, hằn rõ dưới làn áo. Hai vai cũng rộng ra, nhưng trong cặp mắt đen dài hơi xếch hình quả chám, lòng trắng xanh xanh vẫn còn ánh, vừa ngượng nghịu vừa tinh nghịch. Ở bãi chơi về, Dunyaska chỉ kể cho một mình Natalia nghe những chuyện bí mật đơn giản của mình. Chị Natalia này, chị yêu của em này, em kể cho chị nghe nhé. Ừ, kể thì kể đi. Anh Mitska Kosevoy ngồi với em suốt tối hôm qua trong đám sồi ở gần kho thóc đấy. Nhưng làm sao mà má em đỏ như gấc thế? Đỏ đâu mà đỏ? Ra soi gương xem, cứ là bừng bừng đấy. Thôi đi chị chỉ làm em ngượng. Thế thì em kể đi, chị không làm em ngượng nữa đâu. Dunyaska đưa hai bàn tay ngăm ngăm đen lên xoa cặp má đỏ ửng, ấn ngón tay vào thái dương, rồi không hiểu sao phá lên cười, tiếng cười rất trẻ. Anh ấy bảo, trông em cứ như một đóa uất kim cương ngoài đồng nội ấy. Thế à? Natalia khuyến khích em chồng. Trong khi vui với cái vui của người khác, nàng quên cả mối tình bị giày xéo, mối tình đã quá cố của mình. Nhưng em bảo anh ấy, anh Mitka chỉ nói dối thôi. Anh ấy cứ thể sống thể chết. Tiếng cười của Dunyaska vang lanh lảnh khắp nhà như tiếng nhạc ngựa. Cô gái lắc đầu làm hai bím tóc đen tết rất chặt trườn xuống vai, xuống lưng như hai con thằn lằn. Anh ấy còn bảo gì em nữa? Anh ấy bảo em cho anh ấy một cái khăn tay làm kỷ niệm. Em cho rồi à? Em bảo không được, em không cho đâu. Anh đi mà xin người đẹp của anh ấy. Anh ấy vẫn đi lại với ả con dâu nhà Erofep đấy. Ả ấy là vợ lính vắng chồng, tằng tịu lung tung. Em cố tránh, đừng gặp Mitka nữa thì hơn. Em cũng có tránh anh ấy đấy. Dunyaska cố ghìm nét cười đã thoáng trên môi rồi kể tiếp. Chúng em cũng ở ngoài bãi chơi về với nhau, tất cả có ba đứa con gái. Lão Mi Khay rượu say bí tỉ, lẳng nhẵng đuổi theo. Lão kêu ầm lên. Các cô bé ngoan của lão lại đây hôn lão cái, lão sẽ tặng cho mỗi cô một đồng hai cô pếch. Rồi lão chạy bổ đến chỗ chúng em. Con Nyushka bèn cầm cái cành cây đập luôn cho lão một cái vào trán. Thế rồi cả ba chạy bán sống bán chết. Năm ấy hạn hán, khúc sông trước mặt thôn cạn dần. Ở chỗ xưa kia, dòng nước chảy xiết như điên cuồng thì nay có thể lội qua được. Những con bò sang được bờ bên kia mà không ướt lưng. Đêm đêm, những làn hơi nóng hổi đặc quánh trườn từ trên sống núi vào trong thôn. Gió làm cho không khí nồng nặc mùi cỏ cháy hắc hắc. Ở chỗ con sông uốn khúc, cỏ bồng khô cháy xém cả.
một làn hơi nóng mịn màng vắt lơ lửng trên bờ sông như một tấm màn vô hình. Cứ đến đêm là những đám mây lại kéo đến dày đặc bên kia sông Đông, những tiếng sấm khô khan nổ ra ầm ầm, nhưng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống mặt đất đang thở hổn hển dưới hơi nóng. Chớp nhoáng nhoàng hết sức đoảng vị, chỉ được cái cắt ngang cắt dọc bầu trời thành những mảng xanh xanh nhọn hoắt. Nhiều đêm có con cú kêu trên gác chuông nhà thờ, những tiếng kêu khủng khiếp cứ chập chờn lơ lửng trên thôn xóm. Rồi nó lại bay từ gác chuông ra bãi tha ma, chỗ đất bị những con bò con dẫm nát, và tiếp tục rền rĩ giữa những nấm mồ cỏ mọc nâu nâu. Các cụ già nghe thấy tiếng cú kêu ngoài bãi tha ma, phỏng đoán với nhau về điểm trời. Khốn mất rồi, sắp nổ ra chiến tranh đấy. Hồi sắp đi chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cú kêu như thế đấy. Hay lại có dịch tả? Nó đã bay từ nhà thờ ra với người chết thì đừng hòng có điều gì tốt. Chao ôi, lạy Thánh Mi Sen, xin người ra ân. Gã Ma Chin nhà Sumilin, em trai của gã cụt tay Alexei, đến bên cạnh tường bãi tha ma rình con chim chết tiệt ấy hai đêm liền. Nhưng con cú vô hình và thần bí đã bay qua đầu gã không một tiếng động, đến đậu trên một cây thánh giá ở đầu kia bãi tha ma, và những tiếng kêu đáng sợ của nó lại vẳng xuống cái thôn đang mơ màng. Martin chửi một câu tục tĩu, nã bừa một phát về phía cái bụng xệ của một đám mây đen rồi bỏ về. Nhà gã ở ngay cạnh đấy, vợ gã là một mụ ốm o nhát như cáy nhưng lại sòn sòn năm một, mắn đẻ như một con thỏ cái. Thấy chồng về, mụ chu chéo: đồ ngu xuẩn, ngu khổ ngu sở, nó làm hại gì đến anh không hử? Đồ hung thần, làm thế mà bị Chúa phạt thì sao? Tôi lại đang bụng mang dạ chửa thế này, nếu vì anh mà tôi đẻ non thì sao hả? Đồ quỷ sứ. Thôi, cầm cái mồm đi. Mụ mà đẻ non được à? Đẻ quen cứ như con ngựa thẳng đóng thùng, quen đường như thế mà còn. Chẳng nhẽ cứ để con chim khốn kiếp ấy, nó đến đây làm người ta mất ăn mất ngủ hay sao? Con chim ma quái ấy, nó kêu toàn chuyện tai họa đấy. Nếu xảy ra chiến tranh, tôi bị bắt lính, còn mụ thì cho ra hàng lô con chó cái thế này, thì làm thế nào? Martin vung tay về phía góc nhà, trong đó tiếng chuột kêu chi chí, hòa lẫn với những tiếng ngáy của bầy trẻ nằm úp thìa. Trong khi nói chuyện với các cụ già trên bãi họp việc làng, ông Pantelei trịnh trọng tuyên bố: thằng Grigori nhà tôi có viết thư về cho biết lão vua nước Áo đã tới biên giới, ra lệnh tập trung toàn bộ quân đội của lão vào một chỗ, rồi tiến về phía Moscow và Petersburg. Các cụ già hồi tưởng những cuộc chiến tranh xưa kia và cùng đoán già đoán non. Nhìn vào mùa màng thì không thể có chiến tranh đâu. Mùa màng thì dính gì tới chuyện này? Có lẽ sinh viên làm loạn đấy. Việc này chúng ta được biết quá muộn. Còn như hồi chiến tranh với Nhật Bản thì sao? Ông sắm được con ngựa cho cậu cả nhà ta chưa? Cần gì phải sắm? Toàn chuyện tầm bậy. Nhưng chiến tranh với ai cơ chứ? Với Thổ Nhĩ Kỳ để giành mặt biển. Biển thì dù sao cũng không thể chia được. Chuyện ấy có gì khó khăn đâu. Cứ phân ra từng khoảnh như chúng ta chia cỏ ấy. Thế là xong thôi mà. Câu chuyện chuyển theo hướng bông đùa các cụ chia tay ra về. Cỏ ngoài bãi đã sắp đến ngày phải cắt. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Các thứ cỏ bên kia sông Đông đều bắt đầu nở hoa, nhưng cỏ bên ấy yếu không có mùi thơm, kém hẳn cỏ trên cánh đồng. Cũng là đất cả, nhưng mỗi nơi cỏ hút một chất màu khác. Khoảng đồng cỏ sau ngọn gò là một chất đất đen thượng đẳng, sần sật như xương sụn. Một đàn ngựa phóng thẳng qua cũng chẳng để lại vết móng nào. Đất rắn thành thử, cỏ mọc lên cứng cáp, khỏe khoắn, thơm phừng phức, cao đến bụng ngựa. Nhưng sát bờ sông và bên kia sông, đất vừa ẩm vừa nhão,
nên cỏ mọc lên non ỉu xìu, vô tích sự. Có năm bò ngựa chê không thèm ăn. Khắp thôn chỗ nào cũng đập lại hái, bào lại răng bào. Đàn bà chỉ đem nước ca vát cho thợ cắt cỏ cũng đủ bở hơi tai. Nhưng bất thình lình xảy ra một chuyện làm chấn động từ đầu xóm đến cuối thôn. Tên cảnh sát trưởng trên trấn, tên Dự Thẩm, về thôn. Cùng đi còn có một gã sĩ quan hom hem, răng đen sì, xưa nay chưa có ai thấy mặt bao giờ. Chúng cho gọi lão Ataman thôn, lôi mấy người làm chứng đến, rồi kéo nhau tới thẳng nhà mụ lác Luketka. Tên Dự Thẩm cầm cái mũ cát két vải bạt đính phù hiệu. Cả bọn đi theo dãy hàng rào bên trái đường phố. Mặt trời điểm những vệt sáng lên con đường nhỏ. Tên Dự Thẩm vừa dẫm đôi giày đầy bụi lên những vệt sáng đó, vừa hỏi lão Ataman chạy lộc ngộc phía trước như con gà trống. Thằng ngụ cư Stockman có nhà không? Bẩm quan lớn, có ạ. Nó làm nghề gì? Bà con thấy nó làm thợ nguội, lại làm cả thợ mộc nữa. Không nhận thấy nó có vấn đề gì à? Chẳng có vấn đề gì cả. Tên cảnh sát trưởng vừa đi, vừa nặn cái trứng cá mọc ngay giữa hai hàng lông mày. Hắn thở phì phì, mồ hôi tầm tã trong bộ đồng phục bằng dạ. Tên sĩ quan răng đen cầm một sợi rơm xỉa răng. Hắn cau mặt, làm hiện lên những vết nhăn đo đỏ, nhẽo nhợt chung quanh mắt. Những tên nào thường lui tới nhà nó? Tên Dự Thẩm đưa tay kéo lão Ataman đang chạy phía trước. Thưa vâng, đúng là có những tên đến nhà hắn đấy ạ. Có khi chúng nó đánh bài. Nhưng là những đứa nào? Tên thợ máy, tên đứng cân, tên thợ cán David Ka, và trong dân cô giác chúng tôi cũng có kẻ đến đó. Tên Dự Thẩm đứng lại, chờ tên sĩ quan đi tụt lại phía sau. Hắn nâng cái mũ cát két lên chùi mồ hôi ở chỗ tình mũi, rồi xoay xoay cái khuy trên áo quân phục của tên sĩ quan. Nói không biết những gì với tên này, và giơ một ngón tay vẫy lão Ataman. Lão Ataman nín thở rón rén chạy tới, những đường gân xanh nhằng nhịt trên cổ lão phồng lên run run. Anh đi lấy hai tuần đinh, bắt mấy thằng ấy, giải tới nhà hội đồng, chúng tôi sẽ đến ngay. Rõ chưa? Lão Ataman ưỡn ngực đứng thẳng người, nửa thân trên đưa ra phía trước, đến nỗi cái cổ đứng áo quân phục nằm hằn lên đường gân to nhất như một sợi dây màu lam. Lão vâng một tiếng như gầm lên, rồi đi ngược trở lại. Stockman đang ngồi quay lưng ra cửa, anh chỉ mặc áo sơ mi lót phanh cổ, dùng cưa tay cưa một đường cong trên miếng gỗ dán. Mời ông đứng dậy, ông đã bị bắt. Về việc gì vậy? Ông ở hai phòng à? Vâng. Chúng tôi đến khám nhà ông. Viên sĩ quan bước tới gần chiếc bàn nhỏ, đinh thúc ngựa vướng vào tấm thảm nhỏ đặt ở ngưỡng cửa. Hắn nheo mắt, nhìn thấy quyển sách bèn cầm lên xem. Ông làm ơn đưa tôi chìa khóa hòm này. Thưa ngài Dự Thẩm, vì sao tôi phải làm thế? Chúng tôi sẽ có thì giờ nói cho ông biết rõ. Người làm chứng đâu? Lại đây. Người vợ của Stockman trong căn phòng thứ hai ngó ra, cửa phòng không đóng hẳn. Tên Dự Thẩm theo sau là Văn Thư bước về phía đó. Cái gì đây? Tên sĩ quan giơ cuốn sách bìa vàng khẽ hỏi. Một quyển sách. Stockman nhún vai. Cái kiểu pha trò ấy anh nên dành cho những lúc thích hợp hãy đem dùng. Tôi đề nghị anh trả lời những câu hỏi của tôi bằng một giọng khác. Stockman dựa lưng vào bếp lò, cố ghìm một tiếng cười gằn. Viên Dự Thẩm nhìn qua vai tên sĩ quan, rồi chuyển con mắt sang Stockman. Ông nghiên cứu à? Tôi cũng muốn hiểu biết. Stockman trả lời gọn lỏn, tay vẫn cầm lược rẽ chòm râu đen làm hai món đều nhau. À ra thế. Tên sĩ quan lật lật vài trang, rồi ném cuốn sách lên bàn. Hắn xem qua cuốn thứ hai, đặt sang một bên, đọc bìa cuốn thứ ba, rồi quay về phía Stockman. Nhà mày còn giấu loại sách như thế này ở chỗ nào nữa? Stockman nheo mắt trái lại như nhắm bắn. Có bao nhiêu đều ở đây cả. Mày nói láo. Tên sĩ quan vùng cuốn sách, nói dằn từng tiếng.
tôi yêu cầu lục soát. Tên cảnh sát trưởng tì tay vào đốc gươm, bước tới gần chiếc hòm. Một người tuần cô giác lục lọi trong đống đồ lót và quần áo ngoài. Xem ra, những việc vừa xảy ra đã làm hắn hết hồn. Tôi yêu cầu nói với tôi cho có lễ độ. Stockman nói nốt. Anh nheo mắt nhìn thẳng vào chỗ tinh mũi tên sĩ quan. Ông im đi thì hơn, ông bạn thân mến ạ. Trong gian Stockman ở với vợ, chỗ nào có thể đào bới được, chúng đều không từ. Chúng khám cả không gian làm việc. Tên cảnh sát trưởng ra vẻ mẫn cán, thậm chí cong ngón tay gõ vào mấy bức tường. Stockman bị giải đến nhà hội đồng. Anh đi giữa phố trước mặt người tuần, một tay đặt lên vạt chiếc áo vét tông cũ, còn tay kia vẩy vẩy như muốn rũ những vết bùn trên ngón tay. Mấy tên kia đi sát dãy hàng rào bên lề con đường lốm đốm ánh nắng. Tên dự thẩm vẫn đặt từng chiếc giày xanh xanh, tì sát vào những thân cây, lê lên những đốm nắng. Nhưng bây giờ, hắn không cầm mũ ở tay nữa, mà đội chắc chắn lên đầu, bên trên hai vành tai trắng bệch. Người cuối cùng bị thẩm vấn là Stockman. Những người bị hỏi cung xong, đứng chen chúc ở phòng ngoài và bị tuần đinh canh gác. Kaliarov chưa kịp rửa hai bàn tay bê bết dầu ma rút. Davidka mỉm cười ngượng nghịu, bồi với chiếc vét tông khác trên vai và Mitka Kosevoy. Tên dự thẩm vừa lục trong cặp tài liệu màu hồng, vừa hỏi Stockman đứng bên kia cái bàn. Lần tôi hỏi cung ông về vụ án mạng xảy ra ở nhà máy xay, tại sao ông giấu không nói? Ông là đảng viên công nhân xã hội dân chủ Nga. Stockman nín lặng, nhìn cao hơn đầu tên dự thẩm. Việc này đã được xác định. Ông phải chịu phần trách nhiệm xứng đáng về những việc ông đã làm. Tức tối, vì thấy Stockman chẳng nói chẳng rằng, tên dự thẩm cất cao giọng. Xin ông cứ bắt đầu nói. Giọng Stockman đầy chán ngán, anh đưa mắt nhìn về phía cái ghế bỏ không, đề nghị cho phép ngồi. Tên dự thẩm không trả lời, hắn lật loạt soạt những trang giấy, gườm gườm nhìn Stockman thản nhiên ngồi xuống. Ông đến đây từ bao giờ? Năm ngoái. Theo nhiệm vụ tổ chức của ông trao cho phải không? Tôi không có nhiệm vụ gì cả. Ông là đảng viên của đảng ông từ hồi nào? Ý ông định hỏi gì? Tôi hỏi ông, tên dự thẩm nhấn mạnh tiếng tôi. Ông đã trở thành đảng viên công nhân xã hội dân chủ Nga từ bao giờ? Tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn không cần biết ông nghĩ gì. Ông hãy trả lời câu hỏi đi. Chối quanh chỉ vô ích mà lại còn có hại nữa là khác. Tên dự thẩm để riêng ra một tờ giấy rồi đưa ngón tay trỏ ấn tờ giấy đó xuống mặt bàn. Đây là bản kết quả tìm hỏi gửi từ Rostock tới đây. Tài liệu này xác định ông có tham gia đảng phái nói trên. Stockman nheo mắt, đọc lướt qua tờ giấy trắng, nhìn chằm chằm một lát rồi xoa xoa đầu gối trả lời bằng một giọng rắn giỏi. Từ năm 1907. À ra thế. Thế ông chối không nhận rằng ông đã được đảng ông phái đến đây à? Vâng. Nếu thế thì ông đến đây làm gì? Tôi thấy ở đây cần có người làm công việc thợ nguội. Vì sao ông chọn đúng khu này? Cũng với lý do trên. Hiện nay ông có quan hệ hay trong thời gian ấy ông có liên hệ với tổ chức của ông không? Không. Họ có biết rằng ông đến đây không? Chắc là có. Tên dự thẩm chẩu môi, gọt bút chì bằng con dao chui xà cừ, mắt không nhìn Stockman. Ông có thư từ đi lại với ai trong số đồng đảng không? Không. Còn bức thư tìm thấy trong khi khám xét? Bức thư ấy là của một người bạn. Người này, xin lỗi ông, chẳng có quan hệ gì với một tổ chức cách mạng nào. Ông có nhận được những chỉ thị ở Rostock không? Không. Mấy tên thợ nhà máy xay đến tụ tập ở nhà ông với mục đích gì? Stockman nhún vai có vẻ ngạc nhiên trước một câu hỏi vô nghĩa lý đến như thế. Chẳng qua là đến ngồi với nhau để giết thì giờ trong những buổi tối mùa đông, đánh vài ván bài và đọc cả những sách mà pháp luật đã cấm đọc, tên dự thẩm nhắc. Không,
anh em toàn những người rất ít chữ nghĩa. Thế mà tên thợ máy nhà máy xay cùng với những tên khác đều không phủ nhận sự thật này. Không phải như vậy. Tôi có cảm tưởng như ông hoàn toàn không có một nhận thức sơ đẳng nào. Nghe đến đây, Stockman mỉm cười. Tên dự thẩm bất giác ngừng lại một lát, rồi hắn nói nốt với một vẻ bực tức cố nén. Thật quả ông không còn đầu óc khôn ngoan thông thường nữa. Ông khăng khăng không nhận, chỉ có hại cho mình thôi. Hoàn toàn dễ hiểu là ông đã được đảng của ông phái đến đây để làm công việc phân hóa dân cô giắc, để giành lấy họ khỏi tay chính phủ. Tôi không biết chúng ta cứ đánh bài mò như thế này làm gì, đằng nào cũng không giảm bớt được tội cho ông chút nào cơ mà. Đó mới chỉ là ông ước đoán thôi. Ông cho phép hút thuốc chứ? Cảm ơn ông, đó chỉ là ước đoán, hơn nữa chẳng có căn cứ gì. Xin ông cho biết, ông có đọc cho bọn thợ đến nhà ông nghe cuốn sách này không? Tên dự thẩm đặt bàn tay lên một cuốn sách nhỏ che mất đầu đề, phía trên có dòng chữ đen trên nền trắng. Plekhanov. Chúng tôi đọc thơ. Stockman thở dài, hít một hơi thuốc, mấy ngón tay bóp chặt cái bót xương có những vòng tròn. Hôm sau, một buổi sáng dầu dĩ đầy sương mù, có chiếc xe thắng chở hai con ngựa chạy ra khỏi thôn. Stockman ngồi ngủ gà ngủ gật phía sau, chòm râu rúc hẳn vào trong cái cổ ngắn bê bết dầu mỡ của chiếc ghế bành tô. Vài người tuần đinh đeo gươm đứng chen chúc hai bên Stockman, trong đó có một tên mặt rỗ tóc xoăn. Những ngón tay sần sùi bẩn thỉu của gã nắm chặt khuỷu tay Stockman, hai con mắt trắng dã đầy vẻ hoảng sợ nhìn anh chô chố, tay trái nắm khư khư chiếc vỏ gươm màu bạc. Xe chạy long sòng sọc, tung bụi mù mịt trên phố. Một người đàn bà nhỏ bé đầu trùm khăn đứng tựa vào hàng rào sân đập lúa nhà Mê Lê Khốp. Chiếc xe cuốn bụi chạy qua, người đàn bà đưa hai tay lên ôm ngực chạy lao theo. Anh Osia, anh Iosit, trời ơi sao lại thế này? Stockman muốn giơ tay vẫy vợ, nhưng gã tuần đinh mặt rỗ chồm ngay dậy, kẹp chặt lấy tay anh trong những ngón tay bẩn thỉu, chắc như gọng kìm. Gã quát lên khàn khàn, giọng man dợ. Ngồi yên, tao chém bây giờ. Trong cả cuộc đời đơn giản của gã, đây là lần đầu tiên gã thấy một người chống lại cả vua Nga. Muôn Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.